Thưa quý vị, sau hai vụ nổ lớn liên tiếp trong một căn nhà ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khiến hai vợ chồng tử vong, hai người khác bị thương, cơ quan chức năng đã chỉ đạo sơ tán các hộ dân liền kề để rà phá bom mìn. Công an, bộ đội đã dùng thiết bị siêu âm rà vật liệu nổ tại hiện trường xảy ra hai vụ nổ. Qua kiểm tra, nhà chức trách xác định hiện trường có vật liệu nổ, song chưa xác định dưới đống đổ nát chứa vật liệu nổ loại gì. Hiện bộ đội, công binh và công an vẫn đang dùng hàng chục thiết bị siêu âm loại hiện đại nhất để tìm vật liệu nổ tại hiện trường. Trước đó 3 ngày, căn nhà cấp 4 phát ra tiếng nổ lớn khiến tường của phòng bếp bị đổ sập, mái tôn bay ra vườn, hai vợ chồng chủ nhà tử vong tại chỗ. Vụ nổ cũng làm nhà bên cạnh bị vỡ cửa kính, nứt kính xe ô tô. Chiều qua, hai người được thuê đến dọn dẹp đống đổ nát tại căn bếp của nhà bị nổ. Trong lúc máy móc đang làm việc, lại một tiếng nổ lớn phát ra từ đống đổ nát khiến hai người bị văng xa vài mét, bị thương nặng. Hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định. Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng ngày sớm ngày hôm nay, tại Lào Cai và Thái Nguyên có mưa to đến rất to, đã gây ngập úng nhiều tuyến đường và hàng chục hộ dân ở thành phố bị ngập sâu. Tại Lào Cai, mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa đo được từ 60 đến 108 mm, một số nơi xấp xỉ 160 mm. Có 76 nhà dân bị ngập úng. Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai, mưa rất to đã gây ngập úng tại một số tuyến đường trong thành phố, làm 76 nhà dân bị ngập, nhiều ta luy sạt lở. Một số diện tích lúa, cây ăn quả, hoa màu cũng bị ngập úng hư hại. Dự báo Lào Cai sẽ tiếp diễn mưa dông trong chiều và đêm ngày 30 tháng 8, khả năng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng ngập úng các khu vực trũng thấp, đô thị và sạt lở ở các sườn đồi dốc, ta luy. Thưa quý vị, không chỉ Lào Cai mà tại nhiều địa phương ở miền Bắc cũng ghi nhận lượng mưa lớn lên đến 270mm ở Thái Nguyên, 170mm ở Hà Giang, 200mm tại Tam Đảo của Vĩnh Phúc. Cơ quan khí tượng cũng cho biết độ ẩm đất tại hầu hết tỉnh miền núi phía Bắc đã ở mức bão hòa, nguy cơ cao xảy ra trượt lở, lũ quét. Thưa quý vị, với thông điệp tính mạng con người là trên hết, Tổ chức Công đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Trong công văn số 1964 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa mới ban hành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của đoàn viên, người lao động khi tham gia giao thông, nhất là trong khu công nghiệp, khu kinh tế vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm về an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp tác động vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Ngoài ra, các cấp công đoàn phổ biến pháp luật, kỹ năng, văn hóa tham gia giao thông tới đoàn viên, công nhân lao động, không phóng nhanh, vượt ẩu, gây ùn tắc, mất an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc, điểm nóng giao thông, đường trong khu công nghiệp. Tổng Liên đoàn đề nghị công bố số điện thoại đường dây nóng của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tiếp nhận các thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh khi có sự cố về giao thông, xây dựng phương án xử lý thông tin trong trường hợp người lao động xảy ra sự cố về giao thông. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 1.808 hộ thuộc 11 xã ở huyện Củ Chi đã bị ảnh hưởng bởi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, dự kiến được thành phố chi hơn 7.100 tỷ đồng để giải tỏa mặt bằng. Đây là tuyến đường nối Thành phố Hồ Chí Minh đến Tây Ninh, dài gần 51 km, điểm đầu giao với vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, điểm cuối kết nối quốc lộ 22 thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Trong đó, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là dự án thành phần 3. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đoạn cao tốc qua thành phố dài hơn 24 km, có khoảng 1.808 trường hợp đã bị ảnh hưởng, thuộc 11 xã ở huyện Củ Chi. Đến nay, khoảng 99% số hộ được địa phương thu thập thông tin và giấy tờ sử dụng đất. Địa phương ban hành quyết định thu hồi đất và bắt đầu chi trả đền bù từ tháng 4 năm 2025 để bàn giao mặt bằng cho dự án. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại thành phố Vinh, Nghệ An lâm vào cảnh chéo ngoe vì nhà máy nước từ chối ký hợp đồng với khách hàng mới. Bên cạnh hàng nghìn hộ dân chưa được sử dụng nước máy từ lâu, thì còn rất nhiều hộ đang xây dựng nhà mới phải xoay sở chật vật đi tìm nguồn nước máy để xây dựng nhà cửa, cũng như khi xây xong nhà mới để vào sống. Mặc dù vấn đề sử dụng nguồn nước sạch của người dân là rất cấp bách, nhưng cả công ty cấp nước và chính quyền Nghệ An vẫn chưa đưa ra giải pháp tháo gỡ cho người dân. Trước khi xây dựng nhà mới cho con, gia đình chị Trần Huệ đã làm hồ sơ xin được cấp nước máy sử dụng. Thế nhưng đến nay, ngôi nhà mới gần hoàn thiện, nhưng phía công ty cổ phần cấp nước Nghệ An vẫn chưa đấu nối đường ống cấp nước cho gia đình chị. Không có nguồn nước máy, gia đình ông Huệ phải tự khoan giếng dùng nước để xây nhà.
Vừa rồi thì con gái tôi cũng có làm cái nhà, nhưng mà gia đình thì cũng là làm hồ sơ nộp lên nhà máy nước. Nhưng mà công ty nước thì họ bảo là do cái nhu cầu của người dân quá lớn ấy, cho nên là cũng chưa có điều kiện để bắt nước cho từng hộ gia đình được. Cho nên cái này thì chúng tôi cũng được yêu cầu là công ty cấp thoát nước Nghệ An cũng như là bên các cái sở ban ngành nghiên cứu xem xét để làm thế nào đó tạo điều kiện cho cái người dân họ có cái nhu cầu sinh hoạt nước sạch. Không chỉ những người khách hàng mới phát sinh, nhiều năm qua hàng nghìn hộ dân ở xã Nghi Đức, thành phố Vinh cũng chưa được sử dụng nguồn nước máy. Mọi sinh hoạt, ăn uống của người dân chủ yếu là sử dụng nước giếng khoan tại chỗ. Nguyên nhân là do giữa chính quyền địa phương và công ty cổ phần cấp nước Nghệ An chưa thống nhất việc chuyển đổi và bàn giao đường ống, một phần là do nguồn nước yếu. Vấn đề nước sạch nó cũng rất là quan trọng, và cái việc mà sử dụng nước sạch đó là một điều rất là cần thiết và cấp bách. Hiện tại thì hầu như gia đình em đấy thì vẫn đang sử dụng đó là cái máy lọc nước. Nhưng mà thực sự để nói mà có một cái nguồn nước sạch đảm bảo chất lượng thì gia đình em cũng như tất cả mọi người ở Nghi Đức đấy thì chắc chắn mọi người không thể biết được là cái nguồn nước hiện tại của mình đang sử dụng thì nó có đảm bảo an toàn hay là không. Trên địa bàn Nghi Đức về các cái tuyến đường cấp nước số 1, số 2, số 3 đã xong hoàn chỉnh, và có 7 tuyến đã là cấp nước cho dân đã làm hồ sơ. Tuy nhiên hiện tại thì kiểu bên nhà máy nước về công suất như theo như nhà máy nước báo cáo thì về công suất nó hơi yếu, thành nhà máy nước cũng tạm dừng cấp đầu nối đối với những trường hợp mà xin đầu nối mới. Giải thích về tình trạng này, phía công ty cổ phần cấp nước Nghệ An cho rằng do nhu cầu sử dụng nước của khách hàng ngày càng tăng vượt công suất thiết kế của nhà máy. Công suất của nhà máy chỉ có 92.000 khối, nhưng lượng cấp ra hiện nay đã vượt khối lượng này. Hiện trung bình mỗi tháng có thêm hơn 500 khách hàng mới, nhưng công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đều từ chối cung cấp dịch vụ đối với số khách hàng mới này. Lý do là nhà máy không đủ công suất. Hệ thống cấp nước Vĩnh và Phú Cần có 3 nhà máy cấp vào hệ thống. Cái công suất để sản xuất hàng ngày thì được 92.000 mét khối ngày đêm. Trong khi nhu cầu hiện tại của người dân ở trên địa bàn thì trên 100.000, thì công ty cũng đã trình Ủy ban tỉnh Nghệ An là cho ý kiến để có chủ trương để trình các thủ tục liên quan để sớm có cái giấy phép xây dựng để thực hiện quy trình đầu tư để nâng công suất của các cái hệ thống cấp nước hiện nay lên. Yếu nước, thiếu nước sạch cho sinh hoạt là tình trạng mà hàng nghìn hộ dân thành phố Vinh, Nghệ An đang phải đối diện và có nguy cơ kéo dài. Tình trạng này không những gây bức xúc cho người dân, mà vấn đề về an ninh nguồn nước sạch đang bị đe dọa.